Câu chuyện về tiến hóa trong Pokemon có lẽ nói hoài cũng chẳng hết nổi. Những sự tiến hóa kỳ dị và lạ lùng không ai tưởng tượng được. Những điều kiện tiến hóa được tính bằng vài cái thanh xuân ngắn ngủi. Những Pokemon người ta chỉ muốn tiến hóa nhanh nhanh để bớt phế. Nhưng cũng có những loài chẳng ai muốn tiến hóa làm gì. Mặc dù không tiến hóa vẫn phế. Thế nhưng video hôm nay lại là để dành cho những Pokemon không hề có thêm bất cứ hình dạng tiến hóa hay tiền thân nào. Tất nhiên là không tính những Pokemon huyền thoại, huyền ảo, Ushabit và Parados Pokemon. Tại nổi mấy con bình thường thôi là đã lên con số vài chục rồi. Thêm tụi nó nữa làm không có nổi. Kangaskhan thể hiện cực kỳ rõ nét cho tình yêu của người mẹ dành cho con. Nó có 100% là giới tính cái. Để bảo vệ đứa con non của mình, Kangaskhan sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong bất cứ cuộc chiến nào mà nó tham gia. Nó luôn canh chừng con non ở bất cứ đâu và để đứa bé không bị đè bẹp. Kangaskhan chấp nhận đứng ngủ suốt cuộc đời của nó. Khi tiến hóa Mega cập bến, được cho là nhờ sức mạnh Mega, đứa bé trước bụng Kangaskhan đã trưởng thành nhanh chóng và giúp mẹ nó chiến đấu. Bất cứ chiêu thức nào được Kangaskhan tung ra, đứa con lớn xác cũng sẽ làm theo với sức mạnh yếu hơn đáng kể. Binsir lẽ ra đã phải là một Pokemon đáng gờm và là tia hy vọng hiếm hoi giúp nhà huấn luyện tự tin hơn khi bước vào hội quán thứ 6. Nếu như nó có thể học được bất cứ chiêu hệ bò nào, Binsir là một loại hung dữ. Nó sẽ nghiền nát nạn nhân của mình bằng gọng kìm cứng cáp trên đầu. Binsir có thể tiến hóa Mega, nó mọc ra thêm một đôi cánh và có thêm hệ bay. Sức tấn công của nó tăng lên đáng kể, còn đặc tính thì cho phép nó chuyển những chiêu hệ thường thành hệ bay rồi bước sức mạnh. Mega Binsir có thể bay với tốc độ 50 km/h và dễ dàng xiên đối thủ rồi xé nhỏ chúng ra thành từng mảnh. Boldea xuất hiện và cho Tauros thêm 3 dạng vùng miền là Combat Brick, Blaze Brick và Aqua Brick. Khi Tauros đã nhắm vào mục tiêu, nó sẽ quắt 3 cái đuôi của mình vào người đã trở nên giận dữ rồi lao vào chúng. Nó sẽ chạy theo đường thẳng cho đến khi đụng vào bất cứ thứ gì. Giống như Whopper, bạn không thể bắt được Tauros phiên bản Kanto ở Boldea, ít nhất là cho đến khi DLC mới được ra mắt. Kantonian Whopper đã được đưa trở lại, nên có thể đó cũng là cơ hội cho những Pokemon tương tự xuất hiện tại thế hệ 9. Lapras là một trong những Pokemon đầu tiên được nhà phát triển thiết kế. Khi thương hiệu Pokemon vẫn còn ở thời sơ khai là Capsule Monster, hồi đó Lapras không hề có đôi tai săn tít trên đầu và trong thế hệ đầu tiên của Pokemon nó thậm chí còn có mấy cái răng. Cũng từ đó mà Lapras khá nổi tiếng với việc giúp cho người chơi có thể bơi qua những vùng nước sâu, ao hồ hay những vùng biển rộng lớn, vì ngay từ đầu nó đã được thiết kế cho nhiệm vụ này. Ngay từ thế hệ 2, ngoại trừ Pikachu, thì khi bạn sử dụng bất cứ con nào để bơi, Lapras cũng sẽ được gacha ra. Qua thế hệ thứ 8 thì Lapras là con Pokemon băng duy nhất có thể biến hình Gigantamax. Ditto được giới thiệu ở thế hệ đầu tiên và đã sớm nổi tiếng với khả năng nhân giống với bất cứ Pokemon nào trừ một số Pokemon đặc biệt, mặc dù tính năng đó tới thế hệ thứ 2 mới được ra mắt. Trong bản Pokemon Gold và Silver Spaceworks 97 Demo, Ditto có một dạng tiến hóa của nó khi dùng Metacross tên là Animon. Không khác Ditto là mấy, ngoài một cái sừng và hàm răng, Ditto có thể biến thành bất cứ Pokemon nào bằng cách sao chép mã di truyền của chúng và được đồn đại là dạng thử nghiệm bị lỗi của Mew. Aerodactyl là Pokemon hóa thạch của Kanto, được hồi sinh từ hộ phách cổ đại. Aerodactyl được cho là đã sống từ rất lâu thời tiền sử. Hồi đó nó vô cùng hung dữ vì có lợi thế bay trên không. Khi tiến hóa Mega xuất hiện, Aerodactyl là Pokemon hóa thạch duy nhất được lựa chọn cho sức mạnh này. Có lẽ cũng là vì đây là con Pokemon hóa thạch duy nhất cho tới lúc đó chẳng có thêm một hình dạng tiến hóa nào khác. Aerodactyl còn được giới khoa học khảo cổ chọn để đặt tên cho một chi thằn lằn bay cổ đại tên là Aerodactylus vì chúng khá là giống nhau. Mặc dù có hệ đá nhưng Aerodactyl trông như chẳng mang một xíu nào nguyên tố này trên người và khi sức mạnh Mega ngập tràn trong cơ thể của nó, người ta cho rằng một số gen đã ngừng hoạt động từ lâu được kích hoạt trở lại khiến cho tu tụ đá bao phủ cơ thể nó và có lẽ đây mới chính là hình dạng thực sự của Aerodactyl. Mặc dù không thể tiến hóa, nhưng Inno có đến 28 dạng, đại diện cho 28 ký tự trong bảng chữ cái Latin. Inno được giới thiệu trong thế hệ thứ 2, lúc này nó chỉ có 26 ký tự mà thôi. Qua đến thế hệ thứ 3, Inno dạng chấm hỏi và chấm than mới được ra mắt. Inno có khá nhiều tác dụng nổi trội hơn là khả năng chiến đấu của nó. Mặc dù không phải huyền thoại, nhưng có rất nhiều thứ liên quan giữa những khứ huyền thoại với Pokemon này. Những bản chữ cái kể về những huyền thoại, những sức mạnh éo diệu, những câu đố để dẫn đến huyền thoại. Trong movie thứ 3 của Pokemon kể về huyền thoại NT, giáo sư Oz còn có một vài bức ảnh có thể là về một số con Inno mà đến giờ vẫn chưa ai biết đến. Giống như những ký tự cho bản chữ cái Hy Lạp như là Sigma, Omega hay Pi. Có lẽ nhà sản xuất nghĩ tụi nhỏ học mấy cái này ở trường là đủ chết rồi. Cho thêm cái đống này vào nữa thì ác quá, nên thôi. Sucko là Pokemon bọ đá của Johto. Nó thường ẩn mình dưới những tảng đá để tránh bị tấn công. Nó lưu trữ mang trái berry bên trong lớp vỏ của mình và kết hợp với chất dịch do chính Sucko tiết ra có thể tạo thành một ly nước ép trái cây mát lạnh. Sucko giống như một cái máy xay sinh tố di động ấy. Do có sự phân bố chỉ số cực kỳ đặc biệt, Sucko luôn nằm trong top những Pokemon có chỉ số máu tấn công hay nhanh nhẹn thấp nhất và chỉ số phòng thủ cao nhất. Heracross dường như được xem là đối trọng của Binsir và hai đứa này có mối thù truyền kiếp với nhau, đụng đâu đập đó.
Giống như Binsir, Heracross cũng có tiến hóa Mega. Lúc này cơ bắp của nó phát triển mạnh mẽ, khiến nó đô hơn gấp bội và cho nó sức mạnh để nhấc cả những vật có trọng lượng gấp 500 lần cơ thể và biến nó thành Pokemon có chỉ số tấn công cơ bản cao nhất trong những con bò. Heracross có lẽ được dựa chủ yếu trên loài bọ cánh cứng và được miêu tả là rất thích mật hoa hoặc nhựa cây ngọt ngọt. Nếu nó đang thưởng thức mà có kẻ nào quấy phá, nó không phiền dùng cái sừng siêu khỏe của mình để xin ít huyết đâu. Delibird chắc chắn là cảm hứng cho con Berados Iron Bindle của Bodia. Delibird nguyên quản của Johto mang sông hệ băng bay và được miêu tả trong thế hệ của nó là lúc nào cũng mang theo đồ ăn ở bên người. Rất nhiều người lạc đường đã được cứu sống nhờ đồ ăn của Delibird. Khi bị tấn công thì nó cũng ném đồ ăn mang theo vào đối thủ. Còn Iron Bindle có lẽ là con cháu chắc chút chích gì của Delibird trong tương lai thì không mang cái gì trong túi của nó ngoài băng để đẩy nó đi qua những vùng đầy tuyết. Còn với chả cháu, Skamori có khả năng phòng thủ cực kỳ tốt và cho đến bây giờ vẫn là con hệ bay có chỉ số phòng thủ cao nhất. Skamori có đôi cánh trong thì có vẻ nặng, nhưng thực chất chúng cực kỳ nhẹ, cho phép nó tự do bay lượn trên bầu trời mà không quá mệt mỏi với tốc độ hơn 300 km/h, nhưng vẫn đủ sắc bén và chắc chắn để khi lông cánh của nó rụng, người ta có thể dùng đó làm kiếm hay vũ khí. Skamori thường làm tổ cho những bụi gai. Đôi cánh của những con Skamori non sẽ dần dần cứng lại giống mẹ của nó khi bị cào bởi những bụi gai này lâu ngày. Một phương pháp rèn con từ trong trứng nghe hơi sợ. Smeagol sớm đã nổi tiếng từ lâu với chiêu độc quyền Skate, vĩnh viễn cướp một chiêu thức từ đối thủ, kể cả những chiêu thức độc quyền vang danh của một Pokemon huyền thoại, trừ khi đó là Chester của Chatot hay Hyperspace Fury của Hubba and Bao. Smeagol còn cùng với Ditto góp phần vô cùng lớn tạo nên thế hệ Pokemon con cháu là những bản thiết kế vĩ đại bằng cách thay mà con được truyền lại một chiêu thức nào đấy cho con vì nó có thể có bất cứ chiêu nào. Mewtwo thì nổi tiếng như là một cái tanh ngán đường đúng nghĩa ngay tại hội quán thứ 3 với dặm, thu hút, uống sữa hôi máu và đá lăn, sẵn sàng đá bay bất cứ đứa nào không thể kết liễu cô ta trong 2-3 hit. Sữa của Mewtwo được cho là chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là sau khi nó vừa mới sinh con. Điều này khiến sữa của nó trở thành khẩu phần cần thiết cho những người bệnh hay mệt mỏi. Nhưng nếu uống quá nhiều, bạn sẽ có thân hình giống như Mewtwo. Sableye là loài Pokemon thường sinh sống trong những hang động tối tăm và dùng móng vuốt sắc nhọn để đào đá quý. Đây chính là nguồn thức ăn chủ yếu của Sableye. Còn Maui được xem là đối trọng của Sableye. Bản game nào có Sableye cũng sẽ có Maui và chắc chắn sẽ là hai Pokemon độc quyền của hai phiên bản. Khi tiến hóa Mega cập bến, Sableye và Maui đều có thể tiến hóa dạng này. Chúng sẽ có cùng tổng chỉ số cơ bản. Mega Sableye được cho là đã sử dụng sức mạnh Mega cuộn trào trong cơ thể để biến viên đá quý trước ngực trở nên to lớn và cứng cáp hơn bao giờ hết, có thể chống đỡ bất cứ đòn tấn công nào. Nhưng điều này cũng hạn chế tốc độ của Sableye đáng kể. Gót chân Asin của Mega Sableye chính là phía sau lưng của nó. Trong khi đó, Maui dùng sức mạnh Mega để phát triển cái hàm phía sau đầu. Giờ nó đã mọc thêm một cái và cực kỳ mạnh mẽ. Nó cạp một cái thì đến một tảng đá lớn cũng thành cát bụi. Thế hệ thứ 3 là thế hệ có nhiều Pokemon được tạo ra theo cặp hay đối trọng nhất trong tất cả các thế hệ. Cặp đôi Blastoise Minun, cặp đôi Vulpix Illumise, cặp đôi Lunastone Solrock, đối trọng Zenku Survivor. Tính luôn cặp của Sableye và Maui thì con số này là 5. Blastoise và Minun được con dân xem như là những Pokemon đầu tiên mở đường cho các câu lạc bộ Pika Clone vô cùng nổi tiếng mà thế hệ nào cũng sẽ có thêm thành viên. Nếu như không tính đến con Pika Blue của Johto, Blastoise và Minun được sinh ra chủ yếu để giới thiệu hình thức chiến đấu mới là đấu đôi. Đặc tính thường của Blastoise là Plus, của Minun là Minus. Khi những con có một trong hai đặc tính này cùng ở trên sân, sức tấn công đặc biệt của chúng sẽ được tăng thêm 50%. Câu chuyện debut của Blastoise và Minun trên anime cũng chủ yếu miêu tả về khả năng hỗ trợ đồng đội trong chiến đấu của chúng. Vulpix và Illumise được lấy cảm hứng chủ yếu từ đom đóm. Chúng thường dùng ánh sáng từ đuôi của mình để giao tiếp và vẽ những hình thù giữa không trung. Vulpix có 100% giới tính đực, còn Illumise có 100% là cái. Cơm chó của hai đứa này trên anime cũng khá là chất lượng. Lunastone và Solrock được cho là những Pokemon đến từ ngoài không gian và có nơi còn tôn thờ chúng như những vị thần. Cả Lunastone và Solrock đều mang sông hệ đá siêu linh và có chỉ số gần như là giống nhau ngoại trừ việc mấy chỉ số vật lý và đặc biệt bị hoán đổi cho nhau. Chủ yếu có lẽ là để giải quyết được nhiều đối thủ hơn khi cả hai con này cùng có mặt trong trận đấu. Jengus và Survivor là hai đối thủ truyền kiếp ở những khu rừng nhiệt đới vùng Hoenn. Đến nỗi từ điển Pokemon cũng chủ yếu miêu tả về cuộc chiến không đội trời chung của chúng chứ chẳng có cái gì khác nữa hết. Hình ảnh chênh hợp trong từ điển của hai Pokemon này ở Bondia cũng miêu tả cuộc chiến giữa chúng. Toco có khả năng phòng thủ vô cùng tốt, nhưng chỉ đến khi đặc tính hạn hán đến với nó vào thế hệ thứ 7, Toco mới chính thức phất lên như diều gặp gió trong đội hình thời tiết cực kỳ được ưa chuộng. Toco có tạo hình giống như một cái lò đốt than di động. Nó thường đi tìm than để đốt trên chiếc vỏ của mình để lấy năng lượng. Khi gặp nguy hiểm, nó sẽ phun ra khói đen để bỏ chạy. Với thiết kế từ rùa chính hiệu, Toco là Pokemon hệ lửa có chỉ số nhanh nhẹn cơ bản thấp nhất mọi thời đại, nhưng cũng đồng hạng với vài con. Spinda mang trên mình một truyền thuyết thú vị về tình yêu. Ai có thể nhìn thấy một con Spinda có hoa văn trái tim trên
trên trán được cho là sẽ có hạnh phúc trọn vẹn. Spinda được miêu tả là không có hai cá thể nào có hoa văn trên mặt giống nhau, biến nó trở thành Pokemon có nhiều hình dạng nhất nếu bỏ qua nhiều yếu tố khác. Khoe hoàn thành Pokemon là xưa rồi mấy chú, khi nào thu thập đủ Spinda đi rồi bước ra đây nói chuyện tiếp. Mặc dù hiệu ứng thời tiết đã xuất hiện trong thế hệ 2, nhưng đến thế hệ 3 nó mới được đẩy mạnh khi cốt truyện của vùng này liên quan đến hai khứa mà mỗi khi xuất hiện là tia nắng giọt mưa cứ nhảy múa ở trên đầu. Cách form cũng được ra mắt với mục đích giới thiệu những kiểu thời tiết và tác dụng của chúng trong trận đấu. Cách form có đặc tính độc quyền cho phép nó thay đổi hình dạng tương ứng với thời tiết để giúp nó không bị ảnh hưởng bởi thời tiết như mưa đá hay tăng sức mạnh cho chiêu thức tùy theo loại thời tiết của trận đấu. Cũng trong cùng thế hệ đó, chiêu thức Weather Ball cũng được giới thiệu là chiêu thức độc quyền của Cách form, một chiêu thức sẽ thay đổi sức mạnh và hệ dựa vào thời tiết. Ai chơi core game thế nào cũng phải gặp khứa này đang chặn đường trên cầu và đường vào hội quán bày. Kecleon được lấy cảm hứng từ loài tắc kè và tất cả mọi thứ liên quan đến nó đều là sự biến đổi. Kecleon có thể tàng hình để hoa lẫn vào môi trường, nhưng vì skill này quá bá, đường viền trên bụng của nó vẫn sẽ còn nguyên để nớp bớt. Kecleon có hai đặc tính, một đặc tính cho phép nó thay đổi hệ theo chiêu thức mà nó bị đánh vào, một đặc tính cho phép nó thay đổi hệ theo chiêu thức mà nó sắp tung ra. Ảo ma Canada. Tobias là con khủng long chuối đã khiến Crovile của Satoshi tiến hóa thành Sceptile và quen sát xanh xanh chiêu thức của nó. Chuối là một loại trái cây nổi tiếng của những vùng nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam thậm chí còn có loại chuối mọc trên YouTube cơ. Vì thế mà Tobias phát triển vô cùng mạnh mẽ ở vùng Hoenn. Nhưng chuối trên cổ của những con Tobias vùng Alola mới là ngon và ngọt nhất, chứa vô cùng nhiều dinh dưỡng, tinh hoa hội tụ, trẻ em rất yêu. Absol là Pokemon có khả năng cảm nhận thiên tai vô cùng mạnh mẽ. Khi nó phát hiện ra, nó sẽ xuất hiện để báo cho người ta biết. Nhưng cũng vì thế mà con người đã xem loài này là Pokemon của điềm gỡ, của xui xẻo. Vì hệ cứ thấy nó xuất hiện là biết sắp có chuyện, nên người ta cứ đuổi nó đi mỗi khi gặp Absol, làm như đuổi nó đi là hết thiên tai không bằng. Gặp con người ta thì hỏi cho đàng hoàng để người ta chỉ cho chỗ sắp có chuyện để biết đường mà tránh, tự nhiên cái đuổi đi. Absol cũng có thể tiêu hóa Mega và được xem là một trong những Pokemon Mega cân bằng tốt nhất giữa sức mạnh và vẻ đẹp, giữa sự thánh thiện của đôi cánh thiên thần và sự tan ác của hệ bóng tối. Nếu không có bộ ba Regi, thì con cá cổ đại này sẽ mãi mãi nằm sâu dưới đáy biển của sự quên lãng. Nó vốn nổi tiếng là một nhân tố quan trọng để người ta có thể tiếp cận được bộ ba Regi trong truyền thuyết. Relicon được cho là đã sinh sống trên trái đất hơn 100 triệu năm và chẳng hề tiến hóa hay thay đổi gì, nên người ta cho rằng Relicon chính là một dạng sống hoàn hảo, một bản thiết kế vĩ đại của tự nhiên. Lovedisc là Pokemon không có gì để nói về nó cả. Nó là một khứa vô cùng khó chịu với nhanh nhẹn khá cao và khả năng sử dụng Attract. Ở một vài nơi thì người ta trao nhau những con Lovedisc để thổ lộ tình cảm. Tới mùa sinh sản thì tụi Lovedisc sẽ tụ tập lại và biến nước ở chỗ đó thành màu hồng, một khung cảnh lãng mạn để cầu hôn. Em có muốn gia đình chúng mình cũng hồng hào như mặt nước kia không? Vậy thì chúng ta phải tạo thêm nên. Con Pika clone thứ hai trong hội là Pachirisu của Sinnoh. Hình ảnh đầu tiên hiện lên cho đầu mấy ông chắc chắn là cái ảnh lâu đời này, là cái chức vô địch hiếm có của ông anh Jason Park hồi năm 2014. Pachirisu có tốc độ cao cộng với khả năng phòng thủ khá cứng. Nó lưu trữ điện năng bên trong túi hai bên má rồi phóng ra từ đuôi, giống như những con Pokemon hệ điện khác. Pachirisu cũng cọ sát má vào nhau để giao tiếp hoặc chia sẻ điện năng mà nó lưu trữ. Chatot là con Pokemon khá đặc biệt, được lấy cảm hứng từ loài vẹt và những nốt nhạc. Chatot có thể bắt chước tiếng kêu của người hoặc Pokemon khác giống như mấy con vẹt bình thường. Vì đặc điểm khác biệt này mà đến giờ Chatot vẫn là chiêu thức độc quyền của Chatot. Nhưng cũng vì chiêu thức đó mà nó đã nhận ngay một vé bị ban khỏi Global Battle Union của thế hệ 5. Chuyện là cái chiêu Chatot này có một cái khả năng đặc biệt. Người chơi có thể thu âm chính giọng nói của mình để khi chiêu này thi chuyển thì âm thanh ấy cũng sẽ được phát lên thay vì tiếng kêu mặc định của Chatot. Nhưng mà Dota 2 không phải là cộng đồng duy nhất bá chủ toxic hay có những phát ngôn đi vào lòng người, nên chiêu này cũng bị cấm, con vẹt này cũng bị cấm nốt. Nó cũng là con Pokemon không phải huyền thoại hay huyền ảo duy nhất nhận được cái vinh quang này. Cục đá chứa 108 linh hồn bị trừng phạt cách đây 500 năm và là một cục đá ngán đường đúng nghĩa trong đội hình của bà chị Cynthia. Bulbapedia đã liệt kê về con số 108 nguyên rủa của con quỷ này. Nó được hình thành từ 108 linh hồn, số thứ tự của nó là 108 trong từ điển của Sinnoh. Hai chỉ số phòng thủ của nó đều là 108. Nó nặng 108kg trong Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire. Bạn có thể tìm thấy đúng một con Spirit Tom trong xác tàu bỏ hoang, mà xác tàu này lại nằm đúng trên đường 108. Trong Pokemon Go, bạn có thể gặp được con này sau khi hoàn thành một cái nhiệm vụ là trong Pokemon ăn 108 quả berry và bắt 108 con Pokemon. Và trong Pokemon Legend Arceus, bạn sẽ phải đi thu thập 108 cái linh hồn tím tím nằm rải rác khắp nơi ở Hisui để có thể gặp được Spirit Tom. Canivine là Pokemon bắt côn trùng của thế hệ 4, được thiết kế dựa trên loài cây bắt ruồi hay cây bẫy kẹp. Canivine cũng có những đặc điểm tương tự như thế.
Những xúc tu bên dưới của Caniva cho phép nó bám vào cành cây hay chiêu mình ở những nơi mà nó muốn, sau đó tiết ra một loại nước bọt có mùi thơm thú côn trùng. Bản thân hệ cỏ của Caniva đã giúp nó giảm một nửa sát thương của hệ đất, nhưng nó vẫn cứ phải có thêm cái đặc tính lờ lẫn, giúp nó miễn nhiễm luôn với hệ này. Thế nên Terra hệ điện chính là thứ giúp ai yêu thích Caniva có thể dùng cho khứa này. Trong Dragon Quest cũng có một con quái vật tên là Caniva, cũng có xúc tu, cũng có hàm răng gớm ghiếc, nhưng nhìn không có Pokemon bằng Caniva. Rotom không thể tiến hóa nhưng nói về hình dạng thì nó có vô số. Máy giặt, lò nướng, máy quạt, máy lạnh, sau này còn có xe đạp, từ điển Pokemon, máy PC Rotom, rồi còn có một kênh YouTube Rotom nữa. Cái gì cũng có hết. Rotom mang song hệ điện ma và có thể nhập vào những thiết bị điện tử mà nó thích để chiếm quyền điều khiển và gia tăng sức mạnh. Kể từ Pokemon Platinum trở đi, người chơi có thể thoải mái thay đổi hình dạng cho Rotom tùy theo ý thích ở một số địa điểm nhất định. Audino là Pokemon hay xuất hiện trong trung tâm Pokemon ở vùng Unova. Bác Ken Sugimori cũng đã xác nhận rằng Audino được thiết kế để thay thế cho Chansey ở Unova. Audino có một khả năng khá đặc biệt, chỉ cần dùng bộ cảm biến trên tai, nó có thể biết được người và Pokemon khác đang cảm thấy như thế nào. Thính giác của Audino vô cùng tuyệt vời. Một viên sỏi lăn cách đó hơn một dặm nó cũng có thể nghe được. Thế sao ở cái chốn Unova sầm uất và nhạc cứ nổi lên đùng đùng thế mà nó có thể sống nhỉ? Ngoài việc làm phụ tá, Audino còn được con dân xem như là một cỗ máy cày kinh nghiệm di động của Unova. Throw và Sword là hai Pokemon giác đấu đối trọng của nhau tại Unova. Throw và Sword đều được thiết kế dựa trên những võ sĩ Judo hay là Karate Do. Trong quá trình phát triển, ban đầu hai khứa này còn có sừng ở trên đầu, được cho là liên quan đến yêu quái Oni trong truyền thuyết Nhật Bản. Nhưng sau này đã bị bỏ đi do sờ đụng hàng với mấy vị thần nơi đây. Vì ban đầu Tornadus và Thunderous cũng được thiết kế với màu đỏ và xanh giống như Throw và Sword. Lông mày đặc biệt của Sword được cho là liên quan đến giai thoại về võ sư Masa Oyama. Trong quá trình luyện tập, người cố vấn của ông đã cạo một bên lông mày để Oyama chống lại sự cám dỗ quay trở lại xã hội. Meratus là một cây xương rồng thường sinh sống ở vùng sa mạc ở Unova. Những hạt giống rơi ra từ Meratus chứa đầy chất dinh dưỡng và là nguồn dưỡng chất quý giá trong sa mạc. Để xua đuổi những con chim quấy phá, Meratus thường chơi những điệu nhạc nhịp điệu nhanh của riêng mình. Sigilyph là Pokemon song hệ siêu lên bay của vùng Unova và được thiết kế bởi họa sĩ Keiko Morituku. Trong một tweet, cô đã xác nhận thông tin này khi có người hỏi cô đã thiết kế những Pokemon nào. Với việc được lấy cảm hứng một phần từ búp bê Kachina cổ xưa, Sigilyph cũng mang trên mình những sức mạnh bí ẩn. Người ta cho rằng Sigilyph là kẻ đã bảo vệ những thành phố cổ đại bằng sức mạnh tâm linh mạnh mẽ của nó. Emonga là một con sóc bay nhưng có điện trong người. Nó tích trữ điện hai bên má rồi phóng ra khi đang bay bằng lớp màng. Về Emonga thì để tôi trích một bài phát biểu của bác Ken Sugimori trong một bài phỏng vấn hồi năm 2011. Ở mỗi thế hệ, chúng ta đều có một Pokemon hệ điện dễ thương để vào vai Pikachu. Theo tinh thần của truyền thống này, chúng tôi đã tạo ra Pichu, Blastoise, Minun và Pachirisu. Lần này chúng tôi muốn kết hợp hệ điện với một hệ khác và chúng tôi đã quyết định rằng nó sẽ dựa trên một con sóc bay. Và đó là cách mà Emonga ra đời. Alomomola là Pokemon chăm sóc của Unova và không dính dáng gì đến lớp đít hết, chấm thèn. Nhưng cái ảnh đại diện của nó ở Bondia thì có. Alomomola có một lớp màng đặc biệt bao quanh cơ thể giúp nó trị thương. Có lẽ đó cũng chính là lý do cả ba đặc tính của Pokemon này đều liên quan đến việc chữa trị. Ngoài ra, khi đang lang thang trên biển, nếu nó thấy một Pokemon bị thương, nó cũng sẽ ôm Pokemon đó vào lòng để lớp màng này có thể chữa trị cho Pokemon đó luôn. Cryocono là bông tuyết khá kinh dị ở Unova, đôi mắt sáng quắc giữa đêm khuya. Vốn dĩ vì sao cái bông tuyết này kinh dị là như này? Cryocono đóng băng những kẻ mà nó gặp rồi mang đi đâu đó chẳng ai biết. Nếu như chưa đủ kinh dị thì Pokemon đỏ tươi còn bồi thêm một đòn. Những người và Pokemon đai trên núi tuyết sẽ hồi sinh thành Pokemon này. Stunfish mới lên nồi lẩu cá chê của anh Jeff hôm bữa. Cái video xứng đáng xem trong giờ cơm gia đình vì nghe như đang ôm thi cấp tốc ngữ văn. Tê trong video của anh Jeff không phải là tê liệt mà là tê nói mà. Ta nói mê. Điện trong video này cũng không phải là điện thường mà là điện vô là ngụm, đụng vô là nghiện đó. Dragon, con rồng có cánh nhưng không biết bay, chắc sinh ra để làm đối trọng với Gyarados. Con rồng bay vèo vèo trên trời nhưng không có cánh. Con rồng này đúng kiểu rồng thiên, thiên như đâm. Nó thường chui vào trong hang do những Pokemon đất khác đào, chờ chúng đi qua để làm con mồi, sau đó cướp luôn cái tổ đó của con mồi rồi xem như là tổ ấm mới của chúng. Một lần nữa, Buffalon là Pokemon của Unova và không dính dáng gì đến Taurus hết. Buffalon là một con Pokemon khá nhàm chán, nó chẳng khác gì mấy con trâu và bò rừng ngoài đời thực, ngoại trừ cái chùm tóc xoăn tít trên đầu. Buffalon sẽ hút nát bất cứ thứ gì xâm phạm lãnh thổ của nó, nhưng những kẻ có đầu tóc xoăn giống nó thì được xem như là một lá bài miễn tử. Buffalon được miêu tả là có bộ lông có thể hấp thụ sát thương, nhưng cái đặc tính Ricklet của nó khiến nó chịu nhiều sát thương phản lại từ chiêu thức hơn vì sức mạnh của mấy chiêu này đã được tăng lên đáng kể. Hitmon là một Pokemon ăn kiến và nạn nhân chủ yếu của nó là Durant, một Pokemon mang song hệ bọ thép cực kỳ yếu thế khi đối đầu với Hitmon. Cả Hitmon và Durant đều được thiết kế bởi tay của bác Ken Sugimori với ý tưởng rõ ràng về một con kiến đào hàng và một con thú ăn kiến đến đó để săn mồi.
Cơ chế hoạt động Gizmore khá là dễ hiểu. Nó hút không khí thông qua lỗ ở đuôi để giữ cho ngọn lửa của nó luôn cháy. Ngọn lửa này đóng vai trò như cái lưỡi của nó, làm tan chảy vỏ thép của Durin rồi ăn phần ở bên trong. Còn về phía Durin, chúng tấn công theo đàn và bọc một lớp giáp thép bên ngoài để chống lại cái lưỡi lửa của Gizmore. Oh, but go. Furfru là Pokemon chó Budo và con nít Nana giống chó săn Afghan. Mặc dù không thể tiến hóa nhưng nhờ chức năng tạo kiểu lông tại một số cái salon đặc biệt cho Furfru như ở thành phố Lumiose hay Slayport hoặc là Mali ở Alola mà Furfru có khá nhiều hình dạng khác nhau nhưng không có bất cứ thứ gì khác của nó thay đổi. Mặc dù từ điển Pokemon miêu tả rằng nếu được cắt tỉa nó sẽ nhanh nhẹn hơn hẳn. Khi Furfru shiny thì nhìn nó hơi dị. Hylucha là Pokemon đấu vật ở Galos. Tuy cơ thể Hylucha nhỏ bé nhưng nó có thể chống cự với cả những gã to xác hệ giác đấu khác vì nó có hệ bay. Trong chiến đấu, Hylucha thường sử dụng sự nhanh nhẹn của nó để tìm ra điểm mù của đối thủ và tận dụng. Hylucha có kẻ thù tự nhiên là Primeval. Con chuột điện Pikachu này thường dùng đuôi của nó để đi ăn cắp điện từ nhà máy hoặc từ ổ cắm điện trong nhà rồi phóng ra bằng râu của nó, chứ không có tự tạo ra điện như mấy con Pokemon điện khác. Thế mà nó vẫn có thể học được nạp điện ở level 10, rồi học được luôn chiêu nạp điện Parabolt độc quyền của tụi Heliolix, sau này chỉ phá vỡ thế độc quyền bởi một con huyền thoại Miraidon. Cabin là Pokemon đá quý và có sự liên kết đặc biệt với DNC, được tạo ra từ áp suất sâu dưới lòng đất và là kẻ có chỉ số phòng thủ cân kém nhất trong tất cả các Pokemon hệ tiên. Con Cleffy này được gọi là Pokemon vòng chìa khóa. Nó thích đi thu thập chìa khóa ở khắp nơi rồi đeo vào cái vòng bao trọn đầu của nó. Bất cứ kẻ nào muốn lấy cắp mấy cái chìa khóa của Cleffy đều sẽ bị nó cảnh báo bằng cách lắc mạnh cái đống chì này. Cleffy chính là một minh chứng hùng hồn lý do thế giới Pokemon là một thế giới lý tưởng. Đặc biệt là trong bạn nào suốt ngày phải suy nghĩ hồi sáng đi ra ngoài đã rút chìa khóa ra hay chưa ta? Rồi còn giấu chìa khóa xe trong cốp xe nữa. Nice. Mặc dù Oricorio không thể tiến hóa, nhưng nó có đến 4 hình dạng khác nhau, tùy vào loại mật hoa mà bạn dùng vào nó. Mật đỏ sẽ biến thành vũ điệu lửa bập bùng mang sông hệ lửa bay, mật vàng là vũ điệu nổ lép bép sông hệ điện bay, mật hồng vũ điệu hula siêu linh bay và mật tím vũ điệu Nhật Bản mà bay. Oricorio có thể được dựa trên loài chim sẻ hút mật ở Hawaii hoặc loài chim sẻ của Darwin. Loài chim này cũng sẽ thay đổi hình dạng của chúng đôi chút để phù hợp với loại mật hay loại quả mà chúng ăn. Wishiwashi lại là một loài tuy không tiến hóa nhưng có hình dạng khác. Khi một con Wishiwashi từ cấp 20 trở lên đang có trên 1/4 cây máu, nó sẽ luôn ở dạng bầy đàn giống như một con cá mập hay một cái tàu ngầm. Chỉ số của nó được tăng lên đáng kể. Khả năng tấn công và phòng thủ được nâng mạnh vượt qua con số trung bình của hầu hết Pokemon bình thường. Nhưng một khi máu nó tuột xuống dưới 1/4, nó sẽ biến thành con Pokemon yếu nhất với tổng chỉ số cơ bản thấp nhất trong thế giới Pokemon là 175, xóa mất ngôi vị của Shinken trước đây luôn. Comfey thường đi lòng vòng xung quanh kiếm những bông hoa rồi đeo vào người nó. Những bông hoa này sẽ không bao giờ héo và tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt. Comfey cũng là Pokemon nhỏ nhất trong thế giới Pokemon không thể tiến hóa, với chiều cao vỏn vẹn 10cm và cân nặng chỉ có 3 lạng. Oranguru mang sông hệ thường siêu linh và có cái nét trầm tính hơn hẳn đối trọng của nó là Bashimen mang hệ giác đấu. Chiếc quạt mà Oranguru cầm trên tay được làm từ lá cây và lông của nó. Hậu tố Guru trong tên của nó là một từ tiếng Phạn có nghĩa là bậc thầy hoặc người dạy và đang dần được sử dụng nhiều hơn ở Việt Nam. Điều này cũng phần nào cho thấy Oranguru là một Pokemon vô cùng thông minh. Nó thông minh đến nỗi có thể thu phục và ra lệnh cho những con Pokemon khác như những nhà huấn luyện thực thụ. Lâu lâu rảnh rỗi, Oranguru còn ra bài biện để đấu trí với Slowking. Không biết tụi này có làm ly cà phê đá không đường đi em ơi đồ hay không thôi. Mấy con Bashimian cũng có đấu, nhưng tụi nó đấu bằng tay chân, xem đứa nào ném quả xa nhất sẽ được bầu làm thủ lĩnh. Byakumoku được lấy cảm hứng từ loài hải sâm, thể hiện rõ ràng qua xếp loại của nó. Loài này thường sống ở mấy chỗ nước nông hay bờ biển. Đứa nào dám lén phén nó sẽ mọc tay và đấm cho bay màu. Cái thứ màu trắng này được cho là nội tạng của Byakumoku. Đứa nào hỏi chơi khô máu là như nào thì cứ sao con này ra cho nó là được. Tôi móc hết ruột gan phèo phổ ra chơi với bạn luôn đấy chứ còn đòi gì nữa. Cùng với Shuckle và Mudslash, Byakumoku là Pokemon chậm chạp nhất nhưng bù lại khả năng phòng thủ của nó thì cực kỳ vững chắc. Cả về chỉ số và chiêu thức. Ở Alola vẫn còn hai Pokemon không tiến hóa nhưng có nhiều hình dạng nữa là Mino và Mimikyu. Mino sống ở tầng ozone và được cho là sẽ rơi xuống trái đất khi nó chạy trốn mấy con, cũng bay lòng vòng trên đáy và kiếm thiên thạch để ăn, hoặc khi vỏ nó trở nên quá nặng. Mặc dù lớp vỏ bên ngoài có độ bền cực kỳ cao, nhưng do nhiệt độ ma sát và lực rơi quá lớn nên nó sẽ bị vỡ ra, để lộ cái lõi ở bên trong. Đây cũng được tính là một hình dạng khác của Mino. Mimikyu là con Pikachu có quan hệ với Pikachu mật thiết nhất. Nó hận Pikachu đến tận xương tủy, gặp ở đâu tao đánh ở đấy là có thật. Mimikyu còn tự tạo ra một lớp skin bên ngoài giống với Pikachu được cho là để trông bớt đáng sợ hơn. Còn bớt đáng sợ hơn cái gì thì không ai biết và không ai dám biết. Chính lớp hóa trang này giúp Mimikyu có đến hai hình dạng. Một hình dạng bình thường, khi skin của nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi bị tấn công hoặc nó tự tấn công nó dưới tác dụng của hỗn loạn, nó sẽ chuyển sang dạng ngụy trang. Thực chất là cái đầu bộ trang phục của Mimikyu bị đánh ngẽo qua một bên. Luôn luôn chỉ bị ngẽo qua một bên. Mấy ông có hỏi sao tôi phun lửa thấy mẹ luôn mà cái bộ đồ đó không cháy mà chỉ ngẽo thì tôi chịu. Không biết,
Lúc này, sát thương và tương khắc hệ của chiêu thức tấn công vào Mimikyu mới được tính. Con gấu Koala phiên bản Pokemon này nổi tiếng với khả năng ngủ hơn cả con gấu ham ngủ. Koala đã ngủ từ khi nó sinh ra. Nó sinh ra trong giấc ngủ và chết đi trong giấc ngủ. Nó ăn nó cũng ngủ, nó uống nó cũng ngủ, nó ngủ nó cũng ngủ mà nó thức dậy nó cũng ngủ. Đây là dòng đời của con này. Turtonator và Tramba là hai con rồng của vùng Alola và được cho là đối trọng của nhau khi cả hai đều là rồng và còn là Pokemon độc quyền của một trong hai bản ở thế hệ 7 và 8. Turtonator được lấy cảm hứng phần nhiều từ loài rùa và có lẽ kết hợp một ít thần thoại, trong đó có Tahaski, một con rồng trong thần thoại Pháp được miêu tả là có đầu sư tử, mai rùa, chân gấu và đuôi rắn. Trong khi đó, Tramba giống với một con rồng Trung Hoa, đặc biệt là Zulon, một sinh vật được miêu tả có cái đầu của một ông già gắn trên mình của một con rồng. Và đoán xem, con rồng nào không có miếng hệ lửa nào nhưng sơ hở là đi đốt nhà người ta nào? Togedemaru là một Pokemon. Nó được xếp loại vậy không phải vì nó là fan của Tierra hồi năm 2010 mấy, mà nó được xếp loại là để thể hiện cho cái cơ thể tròn tròn mịn miệng của nó. Togedemaru không thể tự tạo ra điện nên nó thường hút điện của những Pokemon khác để nạp cho bản thân. Khi bị kích động, gai trên người nó sẽ dựng lên và đâm vào kẻ thù. Nó có thể cuộn mình lại để lăn đi vì cơ thể của nó rất là... Trên anime thì con này có thể vừa đâm gai vào đối thủ vừa hút điện. Nhưng trong game thì cái nào một cái thôi. Vì Pokemon không thể... không thể có hai đặc tính một lần. Tôi đã từng chê con cá này trong một cái video ngày trước. Nhưng giờ cho phép tôi xin lỗi Prusit. Không phải vì nó sinh lên hay gì mà xin lỗi cho bớt nghiệp rồi chơi tiếp. Chứ nhiều quá gánh không nổi, nghiệp quá mới bị hack Facebook xong. Prusit có lẽ được lấy cảm hứng từ loài cá Triggerfish, biểu tượng của Hawaii. Ở Hawaii thì người ta gọi loài cá này tên là Humu Humunukunukuapua. Mặc dù là ở ngoài đời loài cá này nó xấu thiệt, nhưng mà tôi thích cái cách người ta đã đưa cây hoa xác thối hay linh hồn trẻ em chết trong rừng vào thế giới Pokemon. Delmise là cái mỏ neo bị dính vào linh hồn của một đám rong biển và tạo thành Pokemon mang sông hệ ma cỏ này. Cái mỏ neo cũng như mấy cọng rong biển trên người Delmise có thể được kéo dài ra để bắt và trói con mồi rồi hút cạn sinh lực của chúng. Delmise chẳng ngán đứa nào, cỡ như Wellot nó cũng chơi tất. Mặc dù là một Pokemon phi giới tính nhưng Delmise vẫn có thể học được thu hút. Bỏ qua cái chuyện nó chẳng bao giờ sử dụng thành công thì cho tôi một cái lý do để con này có thể thu hút đi. Cramorant có tổng cộng 3 hình dạng, một hình dạng bình thường và hai hình dạng sau khi nó dùng lướt sóng hoặc lặn. Cái đặc tính độc quyền cho phép con chim này săn mồi trong khi lướt sóng hoặc lặn. Nếu còn máu trên một nửa, nó sẽ bắt một con Aracuda và có thể bắn vào đối thủ để gây sát thương và giảm khả năng phòng thủ của chúng. Còn nếu máu dưới một nửa thì nó sẽ bắt Pikachu. Pikachu ở đâu dưới đó cho nó bắt thì tôi không biết. Có thể bắn vào mục tiêu để gây sát thương và làm tê liệt chúng. Cramorant có lẽ được thiết kế dựa trên loại chim cóc. Tên của loài này cũng là Cormorant. Loài chim này thường được người ta huấn luyện để đi bắt cá. Falin là Pokemon thuần giác đấu ở xứ Gala. Một con Falin sẽ bao gồm 6 cá thể riêng biệt, 5 cá thể phía sau được tạm gọi là lính. Con đứng đầu là thủ lĩnh, có trí thông minh và sức mạnh lớn nhất trong 6 đứa và sẽ ra lệnh cho cả đám chiến đấu. Falin được cho là lấy cảm hứng từ đội hình Phalanx vốn nổi tiếng ở Hy Lạp cổ đại. Một đội cũng được dàn hàng từ 8 đến 16 người. Một người chỉ huy ở đầu hàng bên phải và chiến thắng của thế trận này phụ thuộc vào tất cả những cá thể riêng lẻ, chứ không phải chỉ một người đứng đầu nào. Pinkerton được lấy cảm hứng từ nhum biển hay còn gọi là con cầu gai. Cơ thể của Pinkerton cũng tu tủ gai và khi một con nhum không còn sợ điện, thậm chí là nó mang luôn hệ điện thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Pinkerton có thể học được Rising Voltage, sẽ tăng sức mạnh trong cái môi trường điện nó có thể tự tạo ra được. Pinkerton thường ăn rong biển để tạo ra điện cho riêng nó và thường cực kỳ nhút nhát. Giật mình cái thôi là nó sẽ phóng điện tùm lum tà la. Stoneshoner có lẽ được lấy cảm hứng từ mấy tảng đá lớn được sử dụng để xây dựng công trình hay di tích, gọi chung là cự thạch, và nổi tiếng nhất là di tích Stonehenge ở Vương quốc Anh. Cái hồi Stoneshoner được debut trên anime, nó cũng đứng ở cái chỗ tự tựa như thế. Cả từ điển của Pokemon khiên dường như cũng ám chỉ đến cái này. Mỗi năm một lần, vào một ngày cụ thể và một thời điểm cụ thể, chúng tập hợp lại từ hư không và tạo thành một vòng tròn. Chúng dành cả đời để đứng trên đồng cỏ, ngắm nhìn mặt trời lặn và bước đi trên đôi chân nặng 400kg tổng cộng và thường tung ra những cú đá năng động. Really? Iskew là Pokemon thứ 5 được giới thiệu trong họ nhà chim cánh cụt. Những con cánh cụt trước, không ít hay nhiều đều liên quan đến môi trường sống lý tưởng của chúng ở Nam Cực lạnh giá thì Iskew cũng thế. Nó mang đơn hệ băng và đội nguyên một cái mặt nạ băng trên đầu. Khi cái mặt nạ băng này rớt ra, sẽ để lộ bộ mặt lo lắng và cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ của nó. Iskew có khá nhiều sự tương đồng với Stoneshoner. Cả hai đều là Pokemon độc quyền của một trong hai bản game, đều có đặc tính độc quyền, thậm chí còn là Pokemon của hai hội quán độc quyền của một trong hai bản game. Meloni trong Pokemon Sword và Cody trong Pokemon Shield.
Indeedee nổi tiếng là Pokemon phụ tá hoặc phục vụ của xứ Gala. Indeedee sẽ có hình dạng và sức mạnh khác nhau tùy thuộc vào giới tính của chúng. Indeedee đực có khả năng cảm nhận cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ thông qua sừng của nó, còn Indeedee cái thì được cho là thường đi thu thập cảm xúc hạnh phúc và biết ơn nơi người khác. Và với những sức mạnh đó, Indeedee thường hết lòng phục vụ người và Pokemon khác ở xứ này. Indeedee được thiết kế bởi Saya Tirita, người cũng đã tạo nên hình hài cho Odino xứ Unova. Mobeko là Pokemon duy nhất tới giờ có cả hai hệ là điện và bóng tối. Nó cũng có đặc tính độc quyền Hunger Switch. Chả có tác dụng gì ngoài đổi hình dạng cho Mobeko và thay đổi hệ của chiêu thức độc quyền của nó là Aura Wheel thành hệ điện hoặc bóng tối. Mobeko được lấy cảm hứng từ nhân loại. Con người có hai nhân cách chính, một cái sáng chói khi bụng đầy và một cái đụng là bầy khi đói. Bốn Pokemon hóa thạch của Gala cũng không thể tiến hóa. Hóa thạch ở Gala khá là ngộ đời. Để hồi sinh cho những con này, bạn sẽ phải chơi xếp hình. Hóa thạch chim và cá sẽ luôn đóng vai trò là đầu. Hóa thạch rồng và khủng long sẽ đóng vai trò là thân. Rồi hóa thạch chim sẽ mang hệ điện, cá mang hệ nước, rồng mang hệ rồng và khủng long mang hệ băng. Kết hợp mỗi cặp hai hóa thạch sẽ cho ra đời bốn con Pokemon này đây với song hệ tương ứng với loại hóa thạch mà nó được kết hợp. Có con tuyệt chủng vì quá chậm, có con thì do hết đồ ăn vì đi săn quá nhiều, cũng có con tuyệt chủng vì không thở được. Duraludon là con rồng thứ hai có thêm hệ thép bên cạnh hệ rồng. Con đầu tiên là thần thời gian Diega, sau này ở vùng Hisui cổ xưa còn có thêm Sligo và Kutra Hisuian. Cơ thể của Duraludon được tạo nên từ kim loại đặc biệt cực kỳ nhẹ, giúp nó có tốc độ khá nhanh so với những con Pokemon hệ thép khác. Nhưng Duraludon thường phải sống trong hang động vì nếu gặp trời mưa, nó sẽ bị gãy xé. Duraludon là con Pokemon duy nhất có cả hai đặc tính ảnh hưởng đến cân nặng của Pokemon là Light Metal, giảm một nửa cân nặng, và Heavy Metal, tăng gấp đôi cân nặng. Tác dụng chính là khi sử dụng những chiêu liên quan đến cân nặng như là Crash Knot hay là Hit Crash. Mặc dù không thể tiến hóa, nhưng Swagabuli có đến 4 hình dạng với 4 màu lông khác nhau. Màu lông của Swagabuli đã được quy định sẵn khi nó sinh ra và không thể thay đổi. Mặc dù có cùng một chỉ số và bộ chiêu thức, nhưng tùy vào màu lông này mà chúng sẽ có những đặc tính ẩn khác nhau, Curse hoặc là Sea Force. Những con có lông màu xanh lá thường sinh sống trong các thành phố và có số lượng đông đúc nhất. Lông màu xanh lam thì thường bay quanh các thị trấn và khu rừng để tìm thức ăn. Lông màu vàng đặc biệt hung dữ, còn lông màu trắng thì có dân số ít nhất, nhưng chúng vẫn sống ổn vì có khả năng hợp tác với đồng đội. Clap là một trong 7 con Pokemon Titan mà bạn sẽ phải đánh bại nếu muốn lấy được thảo mộc thần bí, vị ngọt và mở khóa khả năng lướt như một cơn sóng thần của Coraidon và Miraidon. Clap được mang cho một cái đặc tính độc quyền là Anchor Shell. Khi máu của nó tuột xuống dưới 50% do bị Pokemon khác đánh, hai chỉ số tấn công và nhanh nhẹn sẽ tăng một bậc. Đồng thời, hai chỉ số phòng thủ sẽ giảm đi một bậc. Con này thích treo ngược mình trên vách đá để chờ con mồi, nhưng thượng đế Game Freak lại treo cho nó một cái đặc điểm máu hay dồn xuống não. Thế là treo lâu quá thì nó phải tuột xuống. Bombardier có một cái xếp loại siêu độc quyền là Pokemon rớt độ. Bởi vì con chim này có một cái giống như tuổi thần kỳ được làm từ lông rụng khâu vào lông ngực của nó. Nó thường thu thập đồ khắp nơi rồi bỏ vào đây mang về. Trên đường bay thì nó có một cái thú vui khá là thú tính, đó là cho rớt đồ xuống dưới. Đồ nào rớt càng gây ra tiếng động lớn nó càng thích. Thế là thượng đế bên Game Freak cho nó thêm một cái đặc tính độc quyền nữa là Rocky Bay. Cứ hệ nó xài chiêu hệ đá thì chỉ số tấn công lúc tính toán gây sát thương của chiêu đó sẽ được tăng thêm 50%. Bombardier được lấy cảm hứng từ truyền thuyết cò trắng mang con đến cho ba mẹ ở châu Âu. Nhưng tôi không biết là có con cò nào chơi cái trò mất dạy này với mấy đứa nhỏ hay không nữa. Silizer rõ ràng là có liên quan gì đấy đến Coraidon và Miraidon. Hồi mới ra mắt còn được bàn tán xôn xao là tiền thân của hai con huyền thoại này. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một con rồng với nhiệm vụ chính là làm phương tiện đi lại cho người dân, còn không thì chạy lang thang ở trên đồng, giống như kiểu Kratos hay Iron Hand chẳng liên quan gì đến Dolphin hay là Hariyama ấy. Oddworld cũng là một con Pokemon Titan. Đánh bại nó bạn sẽ nhận được thảo mộc thần bí vị mặn và mở khóa khả năng nhảy cao cho Coraidon và Miraidon. Oddworld cũng có một cái đặc tính độc quyền, Water Absorb và Volt Absorb, nhưng phiên bản hệ đất. Thay vì bị sát thương bởi những chiêu thức hệ đất, vốn là điểm yếu của nó, thì nó lại được hồi 1/4 cây máu, giảm điểm yếu của nó xuống còn 2. Bình thường thì nó là một con sâu xung đột, nhưng thật ra mấy cái lỗ trên người nó có thể mọc ra mấy cái tay. Pokemon Scarlet ghi rằng, nó sẽ sử dụng mấy cái tua này như nắm đấm và dán vào đối thủ một loạt cú đấm. Cơ mà vấn đề là nó chẳng hồng được một cái chiêu đấm nào cả. Flamingo là con chim hồng hạt điển hình với cơ thể của một con chim và màu hồng toàn thân đặc trưng. Chúng được cho là tự thắt nút ở cổ để bảo toàn năng lượng. Mặc dù không có hệ siêu linh, nhưng nhờ một khả năng được gọi là đồng bộ hóa, cả đàn Flamingo có thể hợp sức tấn công một mục tiêu một cách hoàn hảo hài hòa. Giống như mấy con chim hồng hạt ngoài đời, khi điều nhảy tán tình của chúng có khi liên quan đến cả một đàn. Veluza là một Pokemon trong đội hình của chủ hội quán nước Kofu. Câu cửa miệng của ông bé đầu bếp này là Voltin Veluza. Con cá này có một khả năng vô cùng dị hợm là nó có thể tự động trút bỏ phần xác thịt thừa thải của mình để bản thân trở nên nhanh nhẹn hơn và tái tạo thịt mới. Thịt của nó được cho là rất ngon. Có một con này trong team của một đầu bếp chuyên về mấy món hải sản thì còn gì đát bằng.
Dondozo và Tachigiri là hai loài Pokemon riêng biệt nhưng có quan hệ cực kỳ mật thiết với nhau. Dondozo tuy to xác và mạnh mẽ nhưng hơi kém thông minh, còn Tachigiri tuy là con rồng thông minh nhất nhưng lại mỏng manh và yếu đuối. Thế là hai khứa này đã hợp tác với nhau để cùng săn mồi. Tachigiri sống bên trong miệng của Dondozo. Nó cũng có đến 3 dạng khác nhau, nhìn giống như những cuộn sushi ngon miệng để thu hút nhiều con mồi khác nhau. Dondozo và Tachigiri cũng là hai Pokemon Titan mà bạn sẽ phải chiến đấu. Đó là tất cả những Pokemon không tiến hóa cho đến thời điểm này. Liệu bạn có thích một Pokemon không thể tiến hóa? Hay bạn vẫn sẽ cho chúng vào danh sách của mình vì chúng vẫn có vô số thứ để bạn mê đắm? Hãy cho tụi mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.